chào các bạn tin nhắn 247. Mẫu con tai 110cc bí ẩn nhất từ trước nay bất ngờ đã xuất hiện. Phân khúc xe con tai cỡ nhỏ hiện nay đang là một thị trường tiềm năng và màu mỡ cho rất nhiều hãng xe, khi một số hãng xe lớn như Honda và Yamaha luôn tìm cách đổi mới, nâng cao những công nghệ để giành được nhiều thị phần hơn. Mặt khác, một số hãng xe mới cũng không chịu đứng nhìn hai ông lớn thay nhau sâu xé miếng mồi ngon ở thị trường Đông Nam Á, nơi mà xe máy vẫn là phương tiện chủ yếu ở đây. Sau Exciter 10, Winner 10 và mới đây nhất, Bentley AFS 105i, mẫu xe vừa mới lộ diện trong cái trạng thái là rõ ràng, đẹp mắt nhất. Hiện tại, chúng tôi đang tìm hiểu xem cái mẫu xe mới tham dự phân khúc 150cc này là gì và có những công nghệ vượt trội như thế nào để tự tin là người đến sau nhưng có đủ sức ngăn cản hai ông lớn đã có chỗ đứng trong lòng chân chơi xe. Mẫu con tai này được cho là sử dụng động cơ 150cc với thiết kế là khá mạnh bạo bằng những chi tiết ốp hồng phong cách của mô tô Ducati. Chắc chân cũng tương tự những món đồ chơi rất được nhiều bạn trẻ đi con tai sử dụng trong việc đậu xe. Mâm xe được thiết kế đầy mạnh mẽ và đặc biệt nhất là cây bồ là cực kỳ độc đáo, chưa từng thấy ở trên những mẫu xe hiện nay. Hy vọng lần tới, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin mới nhất về chiếc xe này cũng về giá bán và ngày ra mắt chính thức cho tất cả các bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hãy lại chi tiết nhớ like, share, subscribe.